Trong không gian buổi chiều ngập tràn cây xanh và ánh sáng, Mộc Uyển hiện lên như một viên ngọc quý, nơi mà những thiên thần nhí của chúng ta khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, điểm xuyến cho không gian ngập tràn sắc xanh. Mộc mang đến sự tự nhiên và mộc mạc, Uyển có thể hiểu là vẻ đẹp thanh thoát, duyên dáng và nhẹ nhàng. Kính thưa quý vị, show diễn thời trang Mộc Uyển nhấn mạnh vào các mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người Việt Nam. Và tại đây, hai nhà thiết kế Linh Phương và nhà thiết kế Đức Lương sẽ kể những câu chuyện bằng trang phục, pha trộn tinh tế truyền thống và hiện đại. Hứa hẹn sẽ tạo ra một sự kết hợp độc đáo trong khung cảnh đầy lãng mạn của buổi chiều ngày hôm nay, thưa quý vị.